Chào mừng các bạn đến với kênh tin học Đỗ 3 năm Blog, kênh chia sẻ kiến thức tổng hợp hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thu thập máy tính, style Photoshop, producer, vân vân. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là youtube.com/Đỗ 3 năm Blog hoặc website Đỗ 3 năm Blog.com để xem các bài viết và video hữu ích của mình. Trong khi xem một video nào đó của Đỗ 3 năm Blog thì các bạn hãy nhấp vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các cái video của mình. Đồng thời các bạn cũng đừng quên nhấp chuột vào biểu tượng hình chuông để nhận thông báo khi có video mới. Và hãy dành tặng cho Đỗ 3 năm Blog một like cũng như là chia sẻ để ủng hộ Đỗ 3 năm Blog. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chèn nhạc vào Photoshop. Thì trong nội dung chính của video mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bước để chèn một bài hát vào video, cách tạo một liên khúc bài hát trong Photoshop cũng như là một số cái lưu ý để các bạn chèn nhạc vào phần mềm Photoshop Producer. Và mình sẽ đi vào phần thứ nhất của nội dung của video, đó là các bước để chèn một bài hát vào Photoshop. Giả sử ở đây mình đã có sẵn một cái file Photoshop Producer và mình đã được chuẩn bị ở đây. Thì với cái file này mình chưa có bài hát nào ở đây cả. Khi các bạn chèn bài hát thì các bạn sẽ nhìn thấy phần soundtrack ở phía dưới này, thì sẽ có cái hình sóng để chèn nhạc vào Photoshop. Thì các bạn có thể thấy như sau. Thứ nhất là các bạn click vào cái style mà mình muốn chèn. Ví dụ như ở đây là cái style đầu tiên là một cái intro thì mình không cần chèn bài hát vào đây, và mình sẽ chèn vào style thứ hai. Thì mình chỉ cần click đúp vào cái slide thứ hai để mình chèn nhạc vào đây. Sau đó các bạn chọn đến slide sound và các bạn chọn Pro Add Sound File. Và các bạn tìm đến cái file nhạc mà mình muốn chọn, mình muốn chèn vào bài hát. Tuy nhiên là trước khi chèn mình sẽ lưu ý với các bạn một số vấn đề như này. Thứ nhất là các bạn cần để ý là ở đây bài hát của chúng ta đang có là 12 phút 13 giây. 2 phút 13 giây. Và mình cứ trừ đi cái 12 phút này đi thì sẽ còn khoảng 2 phút. Ở đây mình có thể tăng cái thời gian này lên là 16 giây đi. Thì đây đang là 2 phút 14 giây. Thì các bạn để ý là các bạn chèn bài hát làm sao cho cái thời gian chạy của bài hát nó khoảng tầm độ 2 phút. Bởi vì ở đây mình trừ đi cái intro này đi rồi thì sẽ tương ứng với cái thời gian này. Thì bài hát đó đến chạy đến slide cuối cùng là vừa hết. Thì như vậy thì bạn sẽ khớp nhạc vào hình ảnh thì video của bạn sẽ được đẹp hơn và hay hơn. Ở đây mình sẽ click vào slide số 2 để mình chèn. Chọn Pro Add Sound File. Giả sử như mình... Ở đây là khi các bạn chọn bài hát thì cái thời gian chạy của bài hát nó sẽ hiển thị. Ví dụ bài hát này có độ dài là 3 phút 8 giây. Bài hát này là 1 phút, bài này là 1 phút 6 giây vân vân. Thì mình sẽ tìm một bài hát có độ dài tương ứng. Ví dụ bài hát này là 2 phút 2 giây và mình sẽ chèn vào. Và khi bài hát chèn vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình sóng nhạc như thế này. Và ok. Và các bạn kéo sang bên này, các bạn để ý là khi bài hát đến vừa đến slide cuối cùng là sẽ hết, thì như thế nhạc và hình ảnh sẽ khá là khớp nhau. Và mình mở demo cho các bạn xem thử. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo liên khúc bài hát trong Photoshop Producer. Thì các bạn xem video trên YouTube thì các bạn sẽ thấy rất nhiều các video danh sách nhạc hay nhất hay là danh sách các bài hát ABC chẳng hạn. Thì cái đấy là các bạn chỉ nhìn thấy một hình ảnh mà trong đó là liên khúc các bài hát được chèn vào. Thì để làm được các video dạng như vậy thì các bạn làm như sau. Mình sẽ quay trở lại cái phần mềm Photoshop. Giả sử như mình sẽ chèn tiếp một hình ảnh vào đây. Và với các bài hát đó thì thông thường là người ta sẽ để chỉ một hình ảnh chạy thôi, không nhiều cái slide ảnh như thế này, thì chỉ một hình ảnh. Và các bạn, cái thời gian chạy của hình ảnh này chính bằng cái thời gian của bài hát. Ví dụ ở đây mình xem, chọn bài hát, ví dụ như mình chọn cái bài này là 3 phút 9 giây thì mình sẽ điều chỉnh cái thời gian chạy của cái slide này. Đây mình sẽ điều chỉnh của thời gian chạy của slide này 3 phút 9 giây tương đương với khoảng cứ cho là 180 190 đi. 190 giây.
190 giây. Và mình sẽ điền tiếp cái... À, mình sẽ chèn cái bài hát vừa rồi vào. Ok. Và các nếu mà các bạn muốn chèn thêm nữa thì các bạn vẫn có thể chèn hình ảnh này, hoặc các bạn có thể chuyển sang hình ảnh khác. Giả sử như mình chuyển sang một hình ảnh khác, ví dụ ở đây bạn có thể xem trước cái bài hát là bao nhiêu giây. Ví dụ ở đây mình chèn một bài là bài này đi, cũng lại là 3 phút 9 giây, thì các bạn open và các bạn đợi cho bài hát chèn vào, là các bạn nhấp ok là ok. Khi bài hát đã được chèn vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái được chèn vào này, các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng sóng ở đây và nhấp ok. Như vậy là các bạn có thể tạo ra rất nhiều cái slide khác, rất nhiều cái bài hát khác. Thì mỗi một bài hát các bạn tương ứng với một slide, và các bạn có thể sử dụng một hình ảnh hoặc là hai hình ảnh hoặc là nhiều hình ảnh đều được. Và để cho video được đẹp hơn thì các bạn có thể tạo cái hiệu ứng cho cái slide này. Thì tạo hiệu ứng thì các bạn có thể sử dụng các style để tạo hiệu ứng cho cái này. Thì style thì các bạn có thể download ở trang rất nhiều ở trang mà Đỗ Ba Nam Blog đã chia sẻ. Thì phía dưới các video này mình sẽ đưa cái link các style Pro Show cho các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra trong trường mà các bạn có nhiều hình ảnh thì các bạn cứ hết một cái hình bài hát mà cứ hết hình ảnh nào thì các bạn lại chèn hình ảnh chèn bài hát tiếp theo vào hình ảnh sau, thì như vậy thì các bạn sẽ có một cái liên khúc nhạc như ý muốn của mình. Ví dụ ở đây mình có thể chèn thêm một bài hát khác, ở đây mình chèn thêm một bài hát khác chẳng hạn, thì như vậy là các bạn sẽ tạo ra một cái liên khúc bài hát trong phần mềm Pro Show Producer. Phần thứ ba, mình sẽ hướng dẫn các bạn là những cái lưu ý khi chèn nhạc vào phần mềm Pro Show. Thì khi chèn nhạc vào Pro Show sẽ có một số vấn đề mà bạn sẽ gặp. Thứ nhất là các bạn file nhạc của các bạn bị lỗi. Thông thường là khi chèn vào Pro Show, các bạn nên chèn nhạc là đuôi MP3. Ngoài ra có một số đuôi khác các bạn có thể chèn được, nhưng mà mình thường chèn đuôi MP3. Và đuôi MP3 trong khi mà các bạn tải trên mạng thì sẽ có một số trường hợp bị lỗi, thì các bạn có thể tải lại hoặc là các bạn có thể tìm trang khác để tải cái bài hát thay thế. Ngoài ra cái tên của bài hát các bạn cũng đặt giống như hình ảnh. Các bạn không nên đặt có dấu như thế này, mà các bạn đặt không dấu hoặc là như thế này chẳng hạn. Các bạn không nên đặt bài hát có dấu thì có thể là phần mềm sẽ không nhận được cái bài hát này. Như vậy thì ở video vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách chèn nhạc vào Pro Show với các trường hợp như chèn một bài hát hoặc là tạo một cái liên khúc bài hát trong phần mềm Pro Show Producer. Thì trong quá trình các bạn làm video bằng phần mềm, nếu mà có bất kỳ cái thắc mắc hoặc cái câu hỏi cần giải đáp thì các bạn hãy comment trực tiếp ở ngay phía dưới video để được Đỗ Ba Nam Blog cũng như là các bạn xem video hỗ trợ kịp thời. Đồng thời thì các bạn hãy ủng hộ Đỗ Ba Nam Blog bằng cách là đăng ký hoặc và dành tặng Đỗ Ba Nam Blog những chia sẻ hoặc là những like để Đỗ Ba Nam Blog lấy cái động lực để làm các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video ngày hôm sau. Như vậy, video vừa rồi là những thông tin hữu ích mà Đỗ Ba Nam Blog đã chia sẻ. Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Ba Nam Blog. Xin cảm ơn các bạn.